Dành cho những độc giả yêu thích những nhân vật lịch sử nổi tiếng, chuyên mục sách cuối tuần ngày hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị cuốn sách Napoleon Bonaparte. Cố gắng loại bỏ những chi tiết huyền ảo, lãng mạn hóa và những định kiến không đáng có xung quanh hình ảnh Napoleon. Sử gia Adam Zamoyski đã đem đến cho người đọc chân dung sống động và toàn vẹn về một trong những nhân vật nổi tiếng và gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử thế giới. Và cuốn sách cũng được tạp chí The Times của Anh đánh giá là một trong những tiểu sử chân thực nhất về Napoleon. Từ câu chuyện vị cứu tinh bất đắc dĩ, những giấc mơ nơi hải đảo để rồi thế giới chào đón Napoleon Bonaparte được sinh ra ở Corsica. Với 916 trang, cuốn sách được chia thành 44 chương, xây dựng trọn vẹn tiểu sử Napoleon Bonaparte bắt đầu từ khi còn là một em bé sơ sinh, con đường phát triển và thăng tiến của Napoleon cho đến ngày ông qua đời trên đảo Saint Helena. Trong đó sử gia, tác giả Adam Zamoyski dành một dung lượng tương đối lớn cho những năm tháng hình thành nên con người Napoleon với mong muốn lý giải được quỹ đạo kỳ lạ của cuộc đời ấy, cuộc đời của một con người vẫn còn nổi tiếng và gây tranh cãi trong lịch sử đến mấy trăm năm sau. Chiến tranh thể hiện ra trong cuốn sách không nhiều vì Zamoyski chủ yếu nói đến cách điều hành, quản lý đất nước, sử dụng nhân tài, đưa ra các phát kiến lớn lao nhằm nâng tầm nước Pháp, lãnh đạo quân đội. Qua đó giúp độc giả hiểu hơn về cách mà tại sao Napoleon lại vĩ đại đến thế. Với thái độ trung lập cần có của một sử gia và sự cẩn trọng trong nghiên cứu, ông đã loại ra những tài liệu tuy có thể được nhiều người biết đến nhưng lại vụn vặt và không thể xác minh tính chính xác. Để đem đến cho người đọc chân dung sống động và toàn vẹn nhất, tác giả đã tham khảo một khối lượng tài liệu đồ sộ từ tư liệu lưu trữ tại các cơ quan lưu trữ chính phủ, thư viện quốc gia của nhiều nước đến các xuất bản phẩm đã lưu hành và cả rất nhiều nghiên cứu lịch sử. Để cuốn sách thêm phần hấp dẫn, công ty sách Đông Nga đã sử dụng các minh họa từ cuốn Histoire de l'Empereur Napoléon xuất bản tại Paris năm 1843. Ở cuối sách còn được bổ sung một phụ bản ảnh gồm 36 hình ảnh về cuộc đời Napoleon qua tranh vẽ của các họa sĩ đương thời, bao gồm chân dung Napoleon, chân dung người thân của ông và các nhân vật liên quan, một vài địa danh, các sự kiện như điện Tuileries với khải hoàn môn Carousel hay lễ đăng cơ của Napoleon. Hơn bao giờ hết, tác giả mong muốn người đọc hiểu thấu mục tiêu của ông không phải là thanh minh hay lên án, mà là nhằm sắp xếp lại những mảnh ghép cuộc đời của con người sinh ra dưới cái tên Napoleon Bonaparte. Cuốn sách như một cuốn tư liệu vĩ đại, một công trình đồ sộ được các sử gia đánh giá cao, vô cùng hấp dẫn, như đánh giá của tạp chí The New York Journal Books, cuốn sách thành công trong việc làm sống lại Napoleon với tư cách là một con người, chứ không chỉ là một nhà lãnh đạo quân sự hay nhà cầm quyền chính trị.